Chào mừng mọi người đến với kênh của Henny Vlog nhé. Trong video clip hôm nay thì Henny sẽ muốn chia sẻ những cái điều cần lưu ý trước khi nhập cảnh ở Nhật Bản. Đầu tiên, khi mà các bạn còn ở trung tâm, giám đốc trung tâm có chia sẻ cho các bạn một số từ vựng trong ngành y tế cách ly, là mình khuyên mọi người thực sự nên học nghiêm túc vào những cái từ này vì nó rất là cần thiết khi các bạn xuống máy bay và khai báo y tế. Vì nếu như các bạn không học trước thì các bạn sẽ hoàn toàn không hiểu họ nói gì và có thể dẫn đến sai lầm, tức là ông nói gà bà nói vịt, nhân viên y tế nói thế này mà bạn hiểu thế kia, và khi mà các bạn khai báo không đúng thì rất có thể bạn sẽ không có nơi để mà cách ly trong vòng 3 ngày đầu tiên đó. Cho nên các bạn lưu ý về điều này. Cái thứ hai là các bạn nhớ đem theo tô và đũa. Khi mà Henny xuống sân bay và ở khách sạn, và trong cái đoàn của Henny thì chia sẻ có rất là nhiều bạn không ăn được đồ Nhật. Cái này là thật sự. Đấy, riêng Henny thì Henny ăn được thì không sao, Henny không đem được tô thì cũng được, nhưng mà giáo viên của Henny đã cho Henny, bắt buộc Henny phải đem theo tô, và Henny thấy đó là một cái sáng suốt. Bởi vì sao? Thứ nhất là các bạn nhé, là không ăn được đồ Nhật này, là các bạn sẽ có tô để mà các bạn pha mì gói. Nhiều bạn nghĩ rằng mình đem cái mì hộp đi rồi không cần tô là một sai lầm nữa, bởi vì nó nhiều cái phiền phức lắm. Thực tế thì các bạn qua đây trải nghiệm đi, hãy tin Henny đi, đem tô và đôi đũa là một cái điều chắc ăn nhất. Ôi, nếu như bạn ăn được đồ Nhật, bạn nói không sao, nhưng mà mình nói thật nên mang, bởi vì trong 3 ngày cách ly là bạn có thể ngại nói tiếng Nhật, ngại gọi điện cho nhân viên khách sạn, bạn không nhờ được họ mua giúp cho bạn cái này cái kia, và có thể bạn không đem nhiều tiền, bạn ngại chi trả này kia. Đó, khi mà các bạn ăn không đủ cái cơm hộp của họ thì bạn bắt buộc phải ăn cái mì tôm mà bạn mang từ Việt Nam sang, thì lúc này bạn cũng cần cái tô. Cái thứ ba các bạn cần lưu ý, khi các bạn ở khách sạn, các bạn cách ly, những bạn nào mà bị hậu Covid thì tuyệt đối không uống trà của khách sạn. Tại vì khi mà các bạn ăn thì có những khách sạn thì họ sẽ cho một hộp trà của Nhật Bản. Trà cực kỳ ngon luôn mọi người. Nhưng mà 3 ngày sau, Henny khi mà bị test thì là bị dương tính. Henny không hiểu tại sao luôn. Khi mà Henny qua đây rồi khai báo thì tự nhiên ở khách sạn, nhân viên khách sạn không bao giờ cho Henny uống trà. Mặc dù những người khác thì có trà, nhưng mà Henny thì không có trà. Henny cũng chẳng hiểu vì sao. Theo như một số bạn bè của Henny đi trước thì họ nói rằng là trước đây thì cũng bị hậu Covid, nhưng mà ở trong khách sạn thì không hề uống trà khách sạn. Cái này là mình chỉ gọi là đoán giả đoán non thôi, nhưng mà mình khuyên thật là không nên uống trà. Nếu như mà có uống thì đừng để uống lạnh, bởi vì nó sẽ có một chút cảm họng. Đấy, nếu mà uống thì để một thời gian sau để cho nó ấm lên đã rồi mới uống. Các bạn lưu ý thêm ở trong khẩu phần ăn, đó là cá biển. Đây, trong 3 ngày ở khách sạn, cá biển thì có thể ăn được, mình nghĩ là có thể ăn được, nhưng mà riêng gà nha mọi người, khi mà trong cái cơm hộp của Nhật Bản mà có gà tuyệt đối không ăn. Thứ hai là đồ chiên tuyệt đối không ăn. Bởi vì sao? Bởi vì hậu Covid ăn gà với đồ chiên là hoàn toàn bất lợi cho sức khỏe của chúng ta. Thêm một cái nữa, một số lưu ý khi mà các bạn mang cái mì ly từ Việt Nam là có một số mì là có xúc xích, là các bạn tuyệt đối không được ăn xúc xích. Ăn đi rồi các bạn sẽ hối hận. Cái thứ tư các bạn cần phải nhớ, đó chính là số hiệu máy bay của các bạn. Vì sao? Bởi vì khi nếu như mà các bạn sau 3 ngày cách ly mà người ta test cấp PCR lần 2 các bạn bị dương tính, thì lúc này các bạn sẽ phải khai báo cái số hiệu máy bay, số chuyến bay của các bạn. Và bạn phải nhớ kỹ về cái số ghế bay của mình. Nếu như các bạn không nhớ thì khi mà các bạn làm thủ tục chuyển nơi cách ly mới thì nó sẽ hơi rườm rà phức tạp một tí thôi. Tất nhiên là người ta cũng sẽ kiểm tra check in lại, thì người ta cũng sẽ biết được bạn bay chuyến bay nào, ngồi ở số ghế nào, nhưng mà sẽ gọi là vất vả, mất thời gian cho họ thôi. Cho nên là chính bạn cần phải nhớ cái số hiệu bay và số ghế bay của các bạn. Cái thứ năm, khi mà các bạn tới khách sạn là các bạn phải bật tivi liền để mà các bạn mở mật khẩu wifi. Ở đây người ta là Nhật Bản mà, cho nên là cái màn hình TV của họ hoàn toàn là tiếng Nhật.
Ở trên các bạn lưu ý ở phía góc phải thường là có bộ chuyển đổi ngôn ngữ, thì các bạn chuyển sang tiếng Anh cho dễ nhìn, bởi vì cái TV của các bạn ở Việt Nam thì đa số một là tiếng Việt, hai là tiếng Anh, mà tiếng Anh thì đa số là các bạn biết những cái từ cơ bản chẳng như là Wi-Fi, password. Các bạn sẽ có cái mục Wi-Fi free, thì các bạn xem chỗ đó thì người ta sẽ có mật khẩu ở đó. Nhiều bạn thì đã không biết cách mở và cứ loay hoay mãi bởi vì nhìn cái tiếng Nhật là không hiểu cái gì cả, rồi xem ở cái tờ hướng dẫn cách ly thì cũng toàn tiếng Nhật, không hiểu gì cả. Nếu mà các bạn may mắn thì sẽ có nhân viên người Việt mình, hoặc là họ sẽ có cái tờ tiếng Việt, nhưng mà rất ít luôn mọi người, đa số thì toàn là tiếng Nhật. Cho nên là lưu ý khi mà các bạn ở khách sạn, cái điều đầu tiên mà các bạn cần làm đó chính là bật TV lên xem cái password Wi-Fi. Bởi vì tại sao? Bởi vì khi mà các bạn qua đấy là các bạn sẽ phải báo cáo cho cái người chịu trách nhiệm của bạn, thì để người ta còn biết bạn cách ly bao lâu, khi nào test lại PCR lần 2, khi nào có kết quả, rồi họ sẽ sắp xếp xe cộ đến đón bạn. Đó. Trường hợp mà bạn không biết thì lúc này các bạn sẽ không thể nào mà gọi là liên lạc được với người chịu trách nhiệm của bạn. Đến lúc này bạn sẽ bơ vơ một mình thì sẽ khó lắm, và người chịu trách nhiệm của bạn thì cũng sẽ rất là lo lắng. Mình nhắc lại cái 5 điều cần lưu ý khi các bạn nhập cảnh sang Nhật. Thứ nhất là phải học chắc từ vựng về y tế, về từ vựng về động từ. Sẽ không cần nhất thiết phải học nhiều từ vựng đó mọi người, bởi vì cái quan trọng là cái sự handy của các bạn đó. Đó, khi mà các bạn không hiểu thì các bạn có thể nhờ người ta giải thích, mà người Nhật họ giải thích cực kỳ dễ hiểu. Rồi cái thứ hai đó chính là mang tô để pha mì và đôi đũa. Cái thứ ba đó là lưu ý khi ăn uống. Cái thứ năm, phải nhớ được cái số hiệu chuyến bay, số ghế của mình ngồi, đề phòng trường hợp bạn bị cách ly thêm lần nữa. Cái thứ năm đó là phải mở được Wi-Fi và liên lạc được với người chịu trách nhiệm của mình. Rồi, mình mong là các bạn sẽ có một chuyến bay thuận lợi, bình an. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người.